Liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vào sáng ngày hôm qua mùng 6 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cách đây hơn nửa tháng, đoàn công tác thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã cảnh báo và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn ở công trình kể trên. Ông Trần Xuân Xanh, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho hay, ngày 15 tháng 10, Cục đã kiểm tra hiện trường thi công dự án này và đã có những lưu ý cụ thể về an toàn như rà soát quy trình, tăng cường biển báo, ghi số điện thoại của người phụ trách công trường lên các biển báo. Các nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi đường và các phương tiện giao thông bên dưới, đồng thời phải bố trí lực lượng phân luồng giao thông theo quy định. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa tháng, tai nạn thương tâm đã xảy ra. Ngoài ra, trước vụ tai nạn này một ngày, cũng tại địa điểm trên đã xảy ra hiện tượng nhà thầu để rơi vữa bê tông lên người đi đường. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải nhanh chóng xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc.